Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn có một cặp bình út lọc nhỏ rất là đặc biệt luôn mọi người. Đấy. Đây, em cho mọi người xem là em có một cặp bình út lọc của Cutani, họa tiết vẽ phun bình luôn mọi người nhé. Đây, em quay cho mọi người xem. Toàn bộ là vẽ tay nhé mọi người nhé, và vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Em xin phép là em sẽ quay đối xứng để cho mọi người xem này. Đấy, đây là có hồ lô, và bên trong hồ lô là phong cảnh tùng và vẽ ngôi chùa. Đây là bức hồ lô, còn bức này thì là có vẽ bốn vị, đang ba vị này đang chơi cờ và một vị này là đang làm gì thì em không biết, ở dưới bóng cây tùng. Đấy, tùng trúc cúc mai dưới bóng cây tùng rất là ok luôn. Đấy, còn em xoay tiếp mặt nữa thì lại nó lại là đối chiếu nhé mọi người nhé, đối chiếu nó lại là một cặp hồ lô rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ tay nổi khối lên mọi người nhé. Để bây giờ để sưu tầm được một cặp này mà đều như nhau là rất là khó luôn mọi người ạ. Ở bên này thì là nó lại không phải là đối nhau nhé mọi người nhá. Ở đây là bức tranh này này, nó lại khác, là bức tranh này vẽ phong cảnh và vẽ, em nhìn lại, và vẽ chim, có một con chim trĩ nhé mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ phun bình luôn, rất là ok. Đây, em xin phép là em đo kích thước cho mọi người cùng xem. Chiều cao của em bình này là cao 28 mọi người nhé. Chiều cao 28. Bụng của nó là 45 mọi người ạ. Đây mọi người, bụng của nó là 45 nhé mọi người nhé. Bụng 45, miệng thì là cũng là nhỏ thôi mọi người ạ. Đây, miệng có 5,6 thôi. 5,6 rất là ok luôn. Đây, hai ngón tay thò lọt thôi mọi người. Cặp bình này rất là đẹp. Đây, em cho các bác xem chuyện này. Bình này là cũng khá là lâu đời mọi người nhé. Đấy, chuyện Cutani. Đấy, một cặp bình này đây, để sưu tập được một cặp bình này là rất là khó luôn. Nên là các bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em để đặt hàng qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây, em xin phép em cho mọi người xem họa tiết này. Đây, em đặt đặt một chiếc xuống nhé mọi người nhé. Đấy, trước này em cho nó dịch lại để em quay họa tiết. Tình trạng bình là lành tít nhé mọi người nhé, không có một bị sứt mẻ gì cả, không có sứt môi lồi rốn gì cả, vẫn là ok hết. Đây là một chiếc, đây là chiếc này, là chiếc đây. Đấy, các bác cứ xem cho nó kỹ rồi có gì thì các bác cứ liên hệ với em Toàn sẽ ship hàng về tận nhà các bác. Em báo giá là hàng đó ở nhà các bác không phải trả thêm một bất cứ kỳ một chi phí gì nữa cả, em sẽ bao bể vỡ ship tận nhà luôn. Em sẽ để đây cho các bác cùng ngắm lại nhé. Đây, cặp hồ lô đây rất là ok luôn, quá là ok luôn phải không các bác? Bác nào mua thì cứ liên hệ với em nhé. Thôi em Toàn xin phép là em Toàn kết thúc video ở đây đây. Thì mọi người cho em Toàn xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý anh chị và cô bác đã đang xem video của em Toàn. Em Toàn chúc tất cả mọi người đang xem video của em Toàn có một sức khỏe thật là tốt và sưu tập được thật nhiều những sản phẩm về đồ gốm sứ của Nhật Bản mà mình ưng ý để về trưng bày vào những cái kệ trưng bày của gia đình mình. Em xin chào tất cả mọi người.